Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, số ca sốt xuất huyết ở khu vực Nam Bộ nói chung, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng tăng đột biến so với cùng kỳ. Và đáng lo ngại là Bà Rịa Vũng Tàu đã ghi nhận một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Ngành chức năng dự báo tình hình bệnh sốt xuất huyết đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp nhằm kiềm chế số ca mắc sốt xuất huyết cũng như không để hậu quả đáng tiếc do sốt xuất huyết xảy ra trong mùa cao điểm năm nay. Công tác phòng chống sốt xuất huyết đang được ngành chức năng triển khai tích cực. Gõ cửa ngày mới, phóng viên của chương trình có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Anh Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh xung quanh vấn đề này. Xin chào ông, thưa ông là những tháng đầu năm 2019 thì cái số ca mắc sốt xuất huyết cũng đã tăng lên và cái diễn tiến của dịch bệnh sốt xuất huyết cũng đang phức tạp hơn so với cùng kỳ năm 2018. Xin ông thông tin một cách cụ thể hơn về cái vấn đề này. Tính tới cái ngày 31 tháng 3 năm 2019 thì trên địa bàn của tỉnh là đã có ghi nhận khoảng 1.138 trường hợp, thì trong đó đã có một cái trường hợp tử vong. Số trường hợp mà mắc 3 tháng trong năm 2019 thì nó tăng 4,9 lần so với cùng kỳ năm 2018. Năm 2018 thì có khoảng 233 trường hợp. Hiện nay thì trên 8 cái huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì các cái trường hợp mắc sốt xuất huyết nó đều tăng. Trong đó thì thành phố Vũng Tàu là tăng cao nhất, chiếm khoảng 42,5%, và huyện Châu Đức thì chiếm khoảng 20%, và các cái huyện thị xã khác thì chiếm từ 7-8% so với các bác. Trong đó thì cái huyện Đất Đỏ là cái huyện có cái số ca mắc thấp nhất, là chiếm khoảng 2,3%. Trong các cái năm trước đây á, thì cái sốt xuất huyết nó thường tập trung vào trong cái mùa mưa. Tuy nhiên là trong những cái năm gần đây thì bệnh sốt xuất huyết nó không có còn theo trong mùa mưa nữa mà gần như là diễn tiến trên cả năm. Theo ông vì sao lại có những cái sự thay đổi này? Ví dụ như là số ca bệnh đã tăng hơn và cái tình hình dịch bệnh nó cũng phức tạp hơn ạ. Hiện nay á, thì chúng ta biết là cái khu vực phía Nam thì cái số ca mắc nó tăng so với cái cùng kỳ năm 2018. Thì cho tới ngày 24 tháng 3 đó thì khu vực phía Nam là ghi nhận là mắc khoảng trên 31.000 trường hợp, và trong đó đã có 4 cái trường hợp là tử vong. Trong đó có ở thành phố Hồ Chí Minh là 2 trường hợp, ở Tiền Giang là 1 trường hợp và Bà Rịa Vũng Tàu chúng ta là 1 trường hợp. Thì so với cái cùng kỳ năm 2018 của cái khu vực phía Nam á thì nó tăng khoảng 4 lần trong 3 tháng. 80% cái ca mắc là nó tập trung ở các cái tỉnh vùng Đông Nam Bộ, trong đó chúng ta có thể nhắc tới đó là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu chúng ta. Có thể là do theo cái chu kỳ của sốt xuất huyết thì có thể từ 3 năm đến 4 năm thì nó sẽ có một cái đỉnh. Đó, thì chúng ta thấy rằng năm 2016 thì số ca bệnh của chúng ta là ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chúng ta là 3.793 trường hợp. Sau đó nó giảm dần. Năm 2017 là 2.200 ca, rồi năm 2018 là 2.700 ca. Hiện nay chỉ mới 3 tháng đầu năm thì chúng ta thấy đã trên 1.100 rồi. Về thứ hai, cái tiếp lưu hành của sốt xuất huyết thì chúng ta biết là sốt xuất huyết thì nó có 4 tiếp, D1, D2, D3, D4. Thì phần lớn trước đây là cái thường là chúng ta ở trên địa bàn của chúng ta là do tiếp D1. Tuy nhiên trong năm 2018 thì chúng ta thấy gần như là các cái huyện đều có cái tiếp D2. Mà chúng ta cũng biết rằng là trong 4 tiếp này thì không có cái miễn dịch chéo. Nghĩa là về lý thuyết mỗi người chúng ta có, trong một đời người chúng ta có thể mắc 4 lần về sốt xuất huyết. Chúng tôi cũng nói rằng là trong cái miễn dịch của cộng đồng có khả năng là chưa có cái miễn dịch của các cái tiếp khác. Có một cái vấn đề mà chúng ta cũng phải đó là quan tâm. Hiện nay như chúng ta thấy là 4 cái tỉnh trọng điểm phía miền Đông Nam Bộ thì chúng ta thấy rằng có rất nhiều cái khu công nghiệp và có nhiều cái sự di dân ở đó, là những cái nơi mà có nguy cơ, có nhiều cái nguy cơ để xảy đến các cái có thể là gây ra những cái bùng phát dịch ở tại các cái khu nhà trọ đó, hoặc là một số các cái vùng đất trống. Chúng ta thấy bắt đầu bữa nay đã có những cái cơn mưa. Thế như vậy thì những cái khu đất trống đó nó có những cái vật dụng có thể là chứa nước, và đó là nơi mà muỗi nó sẽ đẻ trứng và nó phát sinh lăng quăng, rồi nó phát sinh ra cái con muỗi trưởng thành, rồi nó có khả năng là gây bệnh cho truyền bệnh cho người dân.
Trước những cái thay đổi của cái tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết năm nay thì ngành y tế có những cái biện pháp gì để mà thực hiện cái công tác phòng chống sốt xuất huyết một cách tốt hơn, và cái công tác này thì có gì khác hơn so với những năm trước? Hiện nay thì chúng ta biết là Bộ Y tế đã có rất nhiều cái văn bản nó liên quan đến cái công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết, trong đó có cái công tác tuyên truyền, công tác truyền thông, công tác xử lý, hướng dẫn về công tác là phát hiện và xử lý các cái ổ dịch, và hướng dẫn trong cái vấn đề chẩn đoán và điều trị bệnh sốt xuất huyết. Về ngành y tế thì chúng tôi đã có tăng cường truyền thông trực tiếp khi mà gặp khám các cái ca bệnh, rồi truyền thông trên các cái phương tiện thông tin đại chúng ở tại các cái xã phường, truyền thông ở tại các cái cơ sở y tế, truyền thông bằng các cái tờ rơi cũng như là các cái banner affiche, chỉ đạo các cái ban ngành đoàn thể cùng tham gia, và cái giúp làm sao để cho ở cộng đồng người ta ý thức được rằng cái việc phòng chống sốt xuất huyết là cái chuyện của từng cá nhân, của từng hộ gia đình, và chúng ta làm tốt cái vấn đề là xử lý vấn đề vệ sinh môi trường ở tại hộ gia đình cũng như là các môi trường sống chung quanh, lật bỏ những cái vật dụng không cần thiết mà có thể chứa nước để cho con muỗi nó sinh trứng mà lăng quăng nó phát triển, nó sinh ra cái bệnh truyền bệnh cái sốt xuất huyết. Một vấn đề mà chúng tôi cũng rất là quan tâm là chúng tôi cũng mong muốn rằng chính quyền hãy kiên quyết trong cái việc xử phạt vi phạm hành chính đối với những cái trường hợp mà cố tình không tham gia trong cái công tác phòng chống sốt xuất huyết. Như vậy thì chúng ta mới có một cái bức tranh tổng thể rằng từ chính quyền cho tới các ban ngành đoàn thể tới người dân, chúng ta cũng tham gia tích cực trong cái công tác phòng chống sốt xuất huyết. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình cùng với chúng tôi.